bây giờ chấp rắm một pí đầm đà để cả chạm vào sang chun tada cầm cụm mà pí bay đờ cầm pram chín năm vĩnh, sản phẩm cả chạm đầu tí pí nơi khán ông thanh đi, như những pí cọp khăn rít để đi phun pính, kênh thả anh chụp báo, group group và nom côn chạy được bắp bùn cốt một chạm vào sang tam ca cụm nát được bắp cơm sương sạc pí báo, đầu tí pí đầm bay bằng cả con cá pí tụt sạc cá đi ra chụp mưa covid đập bùn, sau pí đài côn côn được bắp bùn cốt có từ từ sắc xa phong đại. អាណាព្យាបាលរោគនៅរាជធានីភ្នំពេញបាននាំកុមារមកចាក់វ៉ាក់សាំងនៅមន្ទីរពេទ្យបឹងអែកច្បាប់អំពើនៅថ្ងៃទី21ខែមីនាម្សិលមិញនេះបានឲ្យបីទិវិដឹងថាបន្ទាប់ពីកូនគោរបស់ពួកគាត់ដែលមានអាយុចាប់ពី3ឆ្នាំឡើងដល់ក្រោម5ឆ្នាំចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី2រួចរាល់ហើយបន្ថយការព្រួយបារម្ភឆ្លងជំងឺកូវីដ19ពេលដែលពួកគេទៅសាលារៀននិងដើរលេងកម្សាន្តនៅទីកន្លែងផ្សេងៗនោះលើកពីនេះពួកគេបានអរគុណចំពោះសម្ដេច
ដែលឥតគិតថ្លៃហើយពួកគេគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្តដឹកនាំប្រទេសទៅមុខទៀត quá chạy hỏi nước ớt ấy thì thua mặt đà các đá luôn ấy ớt đá luôn vậy thì ớt đều cả rạm mình chả thì chẳng á có từ tôi dọc bàn sọc phìp có lọ vậy tới mẹ rõm tham phơp đời xa đi đó tham bị bá quạt ở miền vạ sang cà phê đó không mấy đài chẳng á bông bụi đời xa bờ sân có ớt cà phê dương bà rõm quạt nơi tè quạt tranh khéo hay nào mũi quạt thở đó với sạc xà tiệt chẳng á đọc phê đó tham ba miền vạ sang chạy chẳng dương mẹ rõm tham tục chật bàn chạy đồ tìm mũi tìm phê vậy mẹ rõm tham sợ bãi chật á và với cả chặt đầu tiên mũi kể đẹp ngay khai nhưng chặt đầu tiên phí từng từng ngày khai trăm vô con mà chặt với sọc phiệp con nhưng chưa ta vào rõ mà ở và cái bàn chặt vật tập phiệp nòng con tên nào tên đấy nhưng chưa ta vật tập phiệp trường muốn cả đã toàn chặt nhưng chưa ta tục với tết hiện vô tên nào tên đấy đi đó là tên nào tên đấy nhưng chưa vô với ta bàn chẳng nôm poi là chia ba ngó vô con mà chặt sang bàn ngó ngó kia rồi ngay mình tha mình tha nơi cái lại nắng rồi còn nơi tia nhưng mà tan từ vụ cái cục kia tha ở nuông côn từ chợ vạn sang làm bay cà phê cầm ao chlon chùm người covid cha hay bông ôn nơi chết tia nhưng cái mà chợ hộp tật kia đai nó bên na tới ở bông ôn cái chợ hay nhưng mà đăng nhưng từ vụ cái tiết của miền trong coi nhưng o côn sầm đạt hôn san sông pơ bị bia tha sông ao tam thai để xa quát sông ao quát bàn to ca nghe mơ thai và chi chôn nơi ca nghe nơi tây khai đất non một to tiết cha យុទ្ធនាការនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-19ប្រភេទស៊ីណូវ៉ាក់ដូសទី2ជូនកុមារអាយុចាប់ពី3ឆ្នាំដល់ក្រោម5ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទើបចាប់ផ្ដើមអនុវត្តពីថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ហើយការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី2ត្រូវមានកម្រិតរយៈពេល1ខែបន្ទាប់ពីចាក់ដូសទី1រួចរាល់ការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-19គឺដើម្បីបង្ការអន្តរកម្មទប់ទល់នឹងការវាយលុកពីជំងឺកូវីដ-19ជាពិសេសមានរោគបំល
ដែលបានចូលទាំងការបញ្ជាទិញពីប្រទេសចិនរួមទាំងចំនួនតាមរយៈយន្តការកូវាក់និងពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងយុទ្ធនាការនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការកូវីដ-19 ជូនដល់ពលរដ្ឋពីដូសទី1ដល់ដូសទី4